Gia bảo luxury, vật chân quý gia truyền. Năm 2015, Gia bảo Luxury đã khai trương cơ sở đầu tiên tại địa chỉ 39 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin và kiến thức về đồng hồ. Và được sự ủng hộ của quý khách hàng, sau hơn 2 năm hoạt động, Gia bảo Luxury đã khai trương thêm cơ sở mới với quy mô lớn hơn tại địa chỉ 59 phố Lý Nam Đế, Hà Nội, với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng về cả dịch vụ và sản phẩm tới quý khách hàng, những người bạn đồng hành đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trên con đường chinh phục những cỗ máy thời gian phức tạp. Những thương hiệu chúng tôi tập trung đều là những thương hiệu cao cấp nhất được cả thế giới công nhận như đồng hồ Patek Philippe, đồng hồ Vacheron Constant, đồng hồ Rolex hay đồng hồ Omega. Với mong muốn kết nối những người đam mê và tạo ra một thị trường đồng hồ cao cấp, công khai, minh bạch, bám sát vào quyền lợi của người tiêu dùng, luôn giữ vững vị thế là đơn vị kinh doanh đồng hồ cao cấp có quy mô và uy tín tại Việt Nam cũng như trên trường thế giới. Chúng tôi luôn vận động không ngừng để tạo ra những giá trị mới, dịch vụ mới, có chất lượng cao và đem đến sự hài lòng hơn nữa cho khách hàng. Luôn cố gắng đem lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đó chính là mong muốn của chúng tôi. Gia bảo Luxury luôn luôn mong muốn mang đến cho những người đam mê nhịp đập của cỗ máy thời gian những sản phẩm đồng hồ cao cấp chính hãng, uy tín, chất lượng, với giá cả tốt nhất và có dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp dành cho tất cả các khách hàng với những sản phẩm mà cửa hàng bán ra. Gia bảo Luxury, vật chân quý gia truyền.